nằm mỗi đêm mà mỗi khóc hoài, khóc hoài. Em cũng giái cầu cho con em đừng có bệnh hoạn gì chứ, em thật khổ bao nhiêu gì cũng được hết chứ. Cho con em, ba đứa con em bằng giỏi hết đi. Em cực cỡ, nó cỡ em cũng không có tiếc cái thân xác em. Sáng nay mình có tiền mình mua đồ ăn gì không? Dạ không. Bé tối đêm giờ được 37 ngàn. Rồi sáng em mua mấy chiếc hộp gà em lăn cho nó với bánh mì rồi. Còn được mấy ngàn. Em này cũng hết tiền luôn nè, em cho, này là tiền của em nè, em cho gia đình mình 500 nè. Dạ, em cảm ơn anh. Này là tiền của em còn nhiêu em cho chị luôn á. Là vòng vòng đây ai cũng thương á. Ừ, không có làm gì ai. Bảy ơi cho con mượn 100-200 ngàn, mà có tiền chạy là trả là liền chứ không có để đâu. Vắng ngày mà, nhưng mà vắng hết, con gì cũng bắt hết trơn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp để dây quay về cái hoàn cảnh của gia đình mà một người chồng đi tù, bốn mẹ con sinh sống trong một cái chòi tạm bợ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ có nhận được một số tiền ủng hộ từ mạnh thường quân, đó là cô Huệ Việt Kiều ở Bỉ ủng hộ cho gia đình của chị là 1.500.000 đồng. Bùi Hồ sẽ, cô Huệ nhờ Bùi Hồ trước ra 500.000 đồng để mua cho gia đình của chị, cho các bé nhỏ nó một số sữa cũng như là một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình của chị. Còn lại thì sẽ ra trao cho chị và cũng xem luôn cái hoàn cảnh của chị hiện nay như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo dõi Bùi Hồ nha. Mình thấy ở bên đây nó có bán nhiều cái, nãy giờ kiếm vòng vòng không biết cái khu nào là bán thực phẩm đồ ăn. Trước cái chị này mình cũng mua nè, mình quay lại mình mua. Chị nhớ em không? Nhớ. Chị thấy mình lên YouTube chưa? Thấy rồi em. Thấy rồi hả? Hôm nay em ghé mua một số đồ quay. Rồi chị có vô YouTube của em mà. Dạ. Chị bán cho em nước tương 2 thùng mì đi, với lại nước tương, nước mắm, đường bột ngọt ha. Với lại sữa, chị sữa cho em bé. Bột ngọt là bao nhiêu bịch em? 2 bịch đi. Sữa thì mình bán sao chị ha? Sữa em ta lấy nguyên thùng hả chị? Thùng là bao nhiêu tiền? Một thùng á là sữa con bò là thùng là 205. Còn Milo á là 210 ngàn. Thùng em bé 3-4 tuổi mình uống sữa gì ta? 3-4 tuổi thì cho nó uống là sữa bò. Lấy em thùng đó đi. Rồi. Với lại 2 thùng mì nha. Rồi 2 thùng mì, lấy mì gấu đỏ đi này. Hay là ba miền gì cũng được. Dạ. Lấy ba miền đi, lấy ba miền chua cay đi ăn cho ngon tí. Ở đây thì mình mua 2 chai nước tương, 2 chai nước mắm, chai dầu ăn, 2 thùng mì. 2 thùng mì với lại một thùng sữa cho bé với lại muối đường bột ngọt. Thì để xem coi số tiền của chị tính khoảng bao nhiêu tiền, còn như bao nhiêu thì mình sẽ gửi lại cho gia đình của chị để trang trải trong cái thời gian tiếp theo. Chị tính được là tất cả các thiết bị mình mua là 491 ngàn. Chị em gửi nè, 500 ngàn nè. Rồi nãy ơi thấu tiền lại cho em 10 ngàn. 2 thùng bì 3 miền là 116 ngàn. Cái này là gì chị? Cái đó là một thùng sữa nè em. Sữa 205 ngàn. Nước mắm 2 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 kg, 2 kg đường, 2 bịch bột ngọt và 1 bịch muối là 491 ngàn. Đó là cho em 10 ngàn. Rồi chị cảm ơn kinh nhiều, bỏ vô bọc cho em đi nè. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị mua may bán đắt nha. Em cảm ơn chị luôn nha. Hôm nay mình đến thăm gia đình của chị này, mình không có số điện thoại nên mình không có điện trước, không biết là chị có nhà không. Chị ơi, chị ơi, anh. Mình đang ở nhà hả chị? Dạ. 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 Bé con ngủ hả? Dạ. 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 Chị cho cậu quay con. Ba đứa con giờ này còn ngủ hả chị? Dạ. Nó nhỏ lớn nó mới nằm, nhỏ nó bệnh nhiều quá anh. Ồ, bữa nay sốt hả? Dạ, nó bệnh nhiều. Trời ơi. Rồi vậy cho cậu tỉnh cậu. Ơi đâu bé nè, để cho bé ngủ đi không sao. Em nói chuyện với chị được rồi. Trời ơi, bé hôm nay có đi làm không, bé lớn nè? Dạ, không. Ủa sao mình ngủ trễ, thức trễ à? Tại nó, em ngủ sớm, em thức sớm, sáng mình chờ em thức không đôi, sáng. Sáng mình ăn sáng gì chưa? Dạ, em mua mấy ổn thì không ăn. Trời ơi, con bé này là bé trai của chị nói hôm trước là dạ. Đi sinh đó hả? Dạ. Hôm nay em đến đây em sẽ trao cho chị một ít đồ nha. Gửi cho chị một ít đồ nha, để em lấy nha. Ôi giờ này mình
kêu bé thức dậy không nổi chứ các bé, chị nói là nó đang bệnh. Trời ơi khổ ghê. Hôm nay sáng sớm thì ăn bánh mì, các bé thì nằm lăn lóc ở đây nè. Bé lớn tên gì quên mất tiêu rồi. Nhi. Nhi. Trời ơi, ngồi đi chị, chị ngồi đi. Bé nhỏ này hết bệnh chưa? Dạ còn, nó còn đang bệnh anh. Ừ. Bệnh nhiều. Bệnh nhiều nữa hả? Nè, hôm nay có mua sữa nè. Dạ em cảm ơn. Đó, hôm nay thì em thay mặt cho cô Huệ là Việt Kiều Bỉ ha. À, mua cho chị là một thùng sữa này là cho bé nhỏ nhất. Dạ. À, hai thùng mì để chị với lại mấy bé có thời gian đó. Mình sẽ sử dụng này mình ăn sáng đâu ha. Với lại ở đây thì có mua được là em mua hai chai nước tương, hai chai nước mắm dầu ăn đồ đó cho chị để nấu nướng muối đường một ngọt đồ. Thì cô Huệ ở Bỉ cho gửi cho chị 1.500.000 thì em trích ra là khoảng 500.000 thì em mua cho chị những cái thiết bị này, còn lại 1.000.000 đồng với lại cái kia mua 490 à, 1.000.000 đồng với lại 10.000 đồng em gửi cho chị luôn. Tối chị có đi Bắc không? Dạ, hai bữa nay em đi Bắc không có con. Bắc không có hả? Dạ. Mà em đi chút cũng mà tại vì con em nó bệnh nè. Ừ. Rồi không có ai ở nhà hết trơn rồi em sợ đi, nó có bệnh ói. Ừ. Nó ói. Ừ. Sáng nay mình có tiền mình mua đồ ăn gì không? Dạ, không. Bé tối đêm về được 37.000. Ừ. Rồi sáng em mua mấy chiếc hộp gà em lăn cho nó với bánh mì rồi. Còn được mấy ngàn. Đi xin được 37.000. Dạ. Là mua hộp gà lăn là sao? Mua hộp gà lăn băng đó anh. À. Dạ, lăn băng. Em mới lăn, em còn lột vỏ em bỏ đó kìa. Với em đâm cua rồi ai chỉ gì em làm đấy cho nó. Cái này đây hả chị? Nó lăn băng đó. Không có đi bác sĩ hả? Dạ không, tại vì nó bị băng này không có đi bác sĩ cũng vậy à. Vậy con. Trời ơi, sống ẩm thấp quá nên bé nó bệnh hoài. Trưa nay mình dự định mình ăn cơm với gì? Em cũng biết tính xin cơm bà chị bên nhà ăn. Ừ. Bên đó bà chị bán cơm mình. Bác sĩ người ta nói nó bị ban đen á, người ta nói không chị là nó đuôi hay mắt. Trời ơi. Dạ, nhỏ bây giờ sáng giờ người ta đi xin được mấy. Hôm trước một tuần rồi em cho tiền chị còn sử dụng còn tiền không? Dạ còn được mấy chục ngàn. Tại vì em đi hút thuốc cho cháu nữa nè. Rồi em mua sữa mua này kia. Với con. Ừ. Bây giờ cũng như nói với con bên Việt Kiều Mỹ em mang ơn nhiều cũng như hoàn cảnh em khó khăn. Ừ. Em này cũng hết tiền luôn nè, em cho này là tiền của em nè, em cho gia đình mình 500 nè. Dạ em cảm ơn anh. Này là tiền của em còn nhiêu em cho chị luôn á. Nghe nó khổ quá. Em tính sớm em bàn với bà chị bên này nè. Như lát nữa bà có bà gì ở dưới kia lên đây á. Ừ. Em nói bà gì ôm gấp người mớ đừng đi, em ẩm cháu qua bên Tân Châu và nó hút thuốc cho cháu nó. Nó bây giờ mình còn được em. Dạ. Cho thêm 500. Dạ, nữa là được 1.500.000 là đi hút được rồi. Dạ dư sức. Ừ. Em cũng mang ơn anh nhiều, nói với con những hoàn cảnh em đang khó khăn em mang ơn con nhiều lắm. Ừ. Trời ơi sáng nay bé, hôm qua bé này bé lớn nghỉ đi làm luôn hả chị? Dạ. Ừ. Cũng như không ai tiếp em nay của mình ơn em mà. Ừ. Em có cha mẹ không biết không? Sao hả chị? Cảm em khổ mình thiệt. Em nói ông Trinh anh hỏi ở sớm hết đây thì em ở sống ở đây cũng gần 2 năm người ta biết. Em có cha có mẹ cũng như không? Em nằm mỗi đêm em mỗi khóc hoài em thiệt. Khóc hoài em cũng giái cầu cho con em đừng có bệnh hoạn gì chứ em cực khổ bao nhiêu gì cũng được hết chứ cho con em ba đứa con em bằng giỏi hết đi em cực cỡ nó cỡ em cũng không có tiếc cái thân xác em được nhưng con em mà bằng giỏi được rồi.
mỗi đêm mỗi khóc anh ơi, khổ như tuổi số phận hay sao chị? Tuổi vậy em bước ra ngoài người ta cũng có cha có mẹ mà thấy cha mẹ người ta thấy thương con, còn em cũng có cha có mẹ gì cha mẹ không biết thương chứ không anh. Thì có anh em nhiều không? Dạ không, cha mẹ có cũng như 4 người mà chết ba, chết còn nhỏ cũng bệnh ban gì đó. Chết rồi hiện tại thì cũng như có một mình em mà em sống mồ côi cha bởi vì mồ côi mẹ rồi từ nhỏ tới lớn. Mẹ bỏ năm 3 tuổi tới 19 tuổi chết. Ba thôi với nhau là em 3 tuổi rồi. Rồi mẹ bỏ rồi là mẹ đi lấy cũng có chồng khác gì đó. Tới mẹ tới em được 19 tuổi mẹ mới nhìn. Mà giờ cũng như ba cũng có vợ sao. Mẹ cũng có chồng sao mà mẹ cũng có con riêng gì đó. Mà mẹ ở quê ở Tây Ninh là ở, hiện tại thì mẹ sống ở Tây Ninh. Ba thì ở dưới Ân Long. Chị là một thân một mình. Rồi sao chị gặp ông xã của mình? Dạ, em cũng như ông xã cũng trùng quê luôn. Ở đâu chị? Ở dưới Ân Long á. Ừ. Rồi cũng như ông thấy ông này kia ông thương rồi. Ông lớn tuổi em nhiều lắm. Bao nhiêu tuổi? Ảnh lớn em tới 13 tuổi. Năm nay ảnh 49. Sống cũng giai đoạn khổ lắm rồi. Trời. Em sinh bé lớn là ở tại Nam Giang ở trên miền bé lớn. Chị cũng lông bông liêu biêu. Dạ em đi tùm lum chỗ nào cũng đi. Tại em thấy ba em mới có mẹ sao á rồi không có được thương em gì mấy. Em cũng sống chưa gần nhà. Trước đây thì chị chưa gặp anh thì chị làm nghề gì? Hoàn cảnh em cũng có nói lắm gì hoàn cảnh. Chứ kia em chưa gặp chồng, chú em cũng ở trên miền Nam Giang. Em cũng đi tần tạo, lo tiền, giờ gửi gì cho ba này kia. Rồi sau này em mới, dạ em mới gặp chồng em. Cũng có ẩn khuất là chị biết anh làm nghề bán đi thuốc lậu không? Dạ không, không, nói chung là chồng em nói với ai thôi, cũng như đi thuê đi mướn cho người ta thôi. Còn ngồi trước kia là gặp em rồi, hai chồng đi tầm lấm cho ảnh là người bốc giác. Ảnh là anh em ảnh là một người bốc giác thôi mà. Dạ đi dắt văn ở chỗ nào cũng ở cũng làm cho ở Long An Bến Lức rồi đó. Dạ ảnh đi dắt văn dắt này ở kia ai mướn gì làm đấy à. Rồi nó mới chạy đây thôi, anh mới chạy cũng như là được chiếc hai chiếc gì đó. Rồi quen ăn bị gì em suy nghĩ giờ em thôi chồng cũng vẫn được anh ơi mà gì á. Em đã mồ côi mẹ một thời gian rồi em hiểu hoàn cảnh mồ côi mẹ khổ lắm. Không có gì bằng mồ côi mẹ hết chứ. Thôi nó buồn quá. Nếu chị kể một cái quá khứ mà từ lúc mà con gái lúc trẻ là lúc trẻ thì chị không có mẹ, mồ côi mẹ. Mồ côi mẹ năm 3 tuổi tới 19 tuổi. Mồ côi mẹ 3 tuổi đến 16 tuổi thì chị biến cố chị phải đi qua bên Nam Giang. Rồi sau đó là chị 18 tuổi chị lập gia đình. Sau đó là lập gia đình xong thời gian 20 mấy tuổi thì chị sanh bé lớn. Em ở tại Nam Giang luôn. Em là lập gia đình xong rồi em mới dẫn chồng em đi lên chợ sống. Em sống hai chồng em sống. Xong mới sanh bé lớn ở trên miền đó. Tới bé lớn 3 tuổi năm 2008 là em về tới bây giờ luôn á, em không đi nữa đó. Thôi em cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay thì đến đây nhân cái dịp này mà lại nghe cái hoàn cảnh của mình gì nè. Trời ơi em chúc gia đình mình thôi để cho các bé nó ngủ luôn. Em không dám nói lớn nãy giờ không dám nói lớn. Bình thường thôi gia đình mình cố gắng nha. Thôi em cảm ơn lên gia đình của mình luôn, chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe, chúc bé mau hết bệnh, chúc chị luôn có sức khỏe tốt để chăm sóc các bé. Em chào và hẹn gặp lại khi nào em có lên thì em sẽ ghé thăm gia đình của mình nha. Hoàn cảnh của chị Nguyệt có sao chị? Gì? Dạ nó chồng nó đi bàn ăn đi thất bại bị ở tù đó. Bây giờ mẹ con ở nhà sống ở nhà đó. Rồi mằng bắt cá được có tiền không bắt cá được không tiền tôi đứng ra xin tiền xin bạc kia nọ cho mẹ con nó ăn. Hô đau là chạy kiếm bà Bảy không đặng lo cho con nó mấy lần tôi câu cứu con nó giờ tôi tính lên đây đặng coi con nó sao đặng đem con nó đi nữa nè. Khổ lắm. Có tiền chích thuốc của con nè. Vợ nó nóng ghê luôn á. Mà đâu có tiền để chích thuốc đâu. Đàn đó đâu có nói cho người con kia hay đâu mà cứ là lạ. Nó khổ lắm hai con mắt nó.
Rồi là chị đó ở vậy nuôi con đó, chị đó cũng chí thú làm ăn ha chị ha? Thì đó bằng đi thì bắt cát bắt ếch về, bắt cát ếch về bán cứ 50-70 ngàn nuôi con. Bán bún gì ơi? Dạ. Cô là người dần động tiền rồi đấy mà kỳ bệnh cho bé. Nó sang tiền mượn ở bữa này xin đứt cái đó nợ cho bà mớ. Người cho mớ là đất không chứ đâu có được đá đâu. Giờ em cũng cho tiền bả là lấy ba cái đá đó, ba cái xe đá đằng cho bả đổ xuống đó. À cái nền ở dưới ha. Ừ chứ đâu có được vậy đâu, ở dưới đất rác không à. Dạ. Dơ lắm luôn á. Giờ phải được rồi giúp bằng ơn đi, cũng như bây giờ yêu cầu chú cho nó chiếc ghe nhỏ thì gắn nắm chiếc bè nhỏ nhỏ cho mẹ con nó sắm. Giờ đi quay cái đuổi đổ này nè. Đuổi chỗ này là bả không có chỗ cắt, nhưng trong khi đó bả xuống cắt cái đó là ngay chỗ đầu ống cống luôn, nước xuống sải dơ lắm. Cái chỗ bán cắt hồi lúc là ngay chỗ đó cái đường thoát thuộc thống cống của ngày vợ đi ra ngày xuống đó luôn đó chú ơi, không có tham gian không có gì ai hết trơn, nghèo mà ta trong sạch khổ ta giá con ở này không là ấy gì qua ai cũng thương quá chứ. À, có nghĩa là không có nghèo nhưng mà vẫn sạch phải không? Ừ, đúng, không làm có hai gia ai trên này bả. Ở đây là em thấy là vòng vòng đây ai cũng thương á. Ừ, bả có làm gì ai tiền á, bảy ơi cho con mượn 100-200 ngàn mà có tiền chạy là trả là liền chứ không có để đâu. Vắng ngày nhưng mà vắng hết con gì cũng bắt hết chứ. Có gì bắt vắng hết là bắn hết rồi bắt hết luôn. Tạo ra đồng tiền được nó cái nó mua bán. Đến đâu hay luôn cả do muốn. Cái kiểu như giống như ở đây thường ta phóng xanh cá thì người ta thả, lúc mà thả xuống cá nó đâu có lội đi liền. Mấy con thợ tắt vô bờ rồi nó chết cái đó là bắt. Tội lắm con. Tội quá. Tại vì bây giờ đói quá, không có làm thì đâu có tiền đâu. Cái đó người ta thả thì cái nghiệp ta đi, nhưng mà bà vớt cái nghiệp ta vô. Giống kiểu như vậy đó. Nghèo mà không có gì tham gia không mấy trơn sớm gì ra. Tại vì người ta thả xong thì cứ bắt cũng bán không sao. Nhưng mà nếu mà không làm vậy rồi sao có tiền nuôi hai đứa nhỏ kìa. Nhỏ lớn thì đỡ đi. Chị nấu cơm bên nè, cũng như cơm cháy cơm gì bên đây cho đó. Chị ăn. Để qua để qua bên đó nghe. Cho chị ăn rồi. Để tìm hiểu thực hư về cái gia đình của chị thì mỗi lần mà mình cứ phỏng vấn á, là cái chị ở đằng sau này là dạ em chào chị. Chị bán cơm ơi. Bà ba. Dạ, mỗi lần mà con mình cứ phỏng vấn là bà ba ở đây là cứ mở cái cửa sổ nhỏ nhỏ này nè. Nói là gia đình khổ lắm, giúp đi. Bà ba bán cơm đây lâu chưa? Bán cũng lâu rồi mà đều bán cho đằng đó thì mới giờ đây. Bà ba thấy cái hoàn cảnh của chị sao? Chị thấy gia đình nó khổ rồi đó. Con nghe nói là bà ba là cũng thường cho cơm lắm hả? Ừ. Cho cơm ăn hả bà ba? Bán còn dư đồ ăn thì cũng cho. Ừ. Cá đồ này kia cho nó ăn. Dạ. Chị thì nghe nói là chị sống nghèo nhưng mà sống trong sạch lắm mà bà ba, chí đúng là ăn hả? Xuống sân mò cá. Dạ. Cá ta thả đó. Dạ. Mò đi sáng bán thì khi bán ở đây cũng mua giùm. Dạ. Là hàng ngày là đâu có tiền nó mua đồ ăn hả ba? Không có tiền đâu, con nhỏ kia đi làm thì giờ có tiền, còn nhỏ kia không có đi thì không có tiền bạc gì đâu. Dạ. Tiền không ấy thì không có gạo, có cơm thì mua cơm chịu ăn. Hôm nay cũng bán thiếu. Đừng nó có nấu cơm thì nó cho đồ ăn. Bà bán mỗi phần cơm là bao nhiêu tiền? Cơm bán mẹ con nó bán cả 20, nó bán nó có 15 ngàn. Mà còn thiếu luôn hả? Thiếu nữa. Nào mà được có tiền. Gia đình là 4 người là ăn 4 là hết 60 ngàn. Không có đâu, ăn có dĩa 2 dĩa gì hả? 4 người ăn 2 dĩa à, hả? Ừ, đứa ăn đứa không có ăn. Ồ vậy hả? Ừ. Rồi. Nhỏ lớn thì nó đói nó ăn với thằng kia chứ mẹ nó có ăn đó. Cơm mà ba chín chưa? Chín nào? Chút xíu nó còn đãi nguyên gia đình nó ăn bữa cơm. Ừ. Dạ vậy ha, cảm ơn bà ba rất nhiều.